Thời điểm này, mỗi ngày công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại dịch vụ Hội An Express đón tiếp khá nhiều du khách đến tìm hiểu thông tin du lịch dịp lễ. Dù hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế, tuy nhiên từ sau dịch Covid-19 đến nay, thị trường khách của doanh nghiệp này đã mở rộng sang dòng khách nội địa khi cơ cấu khách đến Hội An đã có sự thay đổi. Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như phố cổ, Cù Lao Chàm, Vinpearl Nam Hội An, đảo Ký Ức, thì đơn vị này cũng bắt đầu triển khai một số tour tuyến mới đến với các địa phương trong tỉnh, gắn với đó là các dịch vụ, sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Hiệu ứng ban đầu khá tốt, lượng khách Việt liên hệ đặt tour tăng nhiều. Cũng giống như mọi năm, là chúng tôi là giai đoạn này chúng tôi tập trung vào những cái gói chương trình, ví dụ như là cảm xúc mùa hè, chúng tôi sẽ làm việc cùng với sở và nhiều hãng bay như Vietnam Airlines, Vietjet để tạo ra những cái gói chương trình mới cho khách. Thì đặc biệt đối với mặt khách nội địa thì nhu cầu khách đến để nghỉ dưỡng, vui chơi trong giai đoạn hè, những cái gói chương trình liên quan tới biển, những cái điểm đến mới như là Cửa Khe, Lộc Yên, hoặc là gần đây nhất là chúng tôi đang phát triển vào cái hướng làng bách họa Tam Thanh, thì cũng có nhiều cái chương trình liên quan tới team building cho khách. Đối với cái công ty hoặc là mấy em học sinh sau khi mà có cái giai đoạn nghỉ hè tại đây. Với lợi thế về biển, du lịch Quảng Nam đang hướng đến khai thác những tiềm năng to lớn từ biển mang lại, nhất là trong dịp hè. Tại thành phố Hội An thì thống kê cho thấy, du lịch biển chiếm khoảng 1/3 tỷ lệ du khách đến thành phố. Thực tế này không chỉ giúp du lịch Hội An trở nên đa dạng điểm đến, góp phần quan trọng thúc đẩy du lịch địa phương nhanh chóng phục hồi phát triển. Tại một số cơ sở lưu trú ven biển Hội An, hiện hầu hết đã kín lịch đặt phòng. Đồng thời, để chuẩn bị đón lượng khách đông đảo đến lưu trú dịp lễ 30 tháng 4, thời gian này, các cơ sở lưu trú cũng đã sửa sang lại cơ sở vật chất hạ tầng, nâng cấp dịch vụ, kích cầu khuyến mại, xây dựng chương trình lễ hội mùa hè, lễ hội đường phố, trải nghiệm biển để sẵn sàng đón khách. Chúng tôi cũng lạc quan về cái tiềm năng khách du lịch năm nay. Thứ nhất là khi mà thời tiết năm nay thuận lợi hơn nhiều. Thứ hai nữa là khi mà du lịch đã bắt đầu từng bước được phục hồi thì chúng tôi cũng lạc quan vào cái nguồn khách, kể cả khách trong nước cũng như khách quốc tế. Hiện nay với cái chủ trương rất là phấn khởi là chính phủ mình đã mở cái visa thông thoáng hơn thì thực tế là hiện nay khách du lịch quốc tế cũng đã vào với Hội An, vào với du lịch biển chúng tôi nhiều hơn. Và cái nữa là khách du lịch Việt Nam trong nước ấy, những khách như thị trường chính như từ Hà Nội hoặc từ thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị những cái kế hoạch cho đợt du lịch sắp tới vào kỳ ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp tới. Không phủ nhận là trong thời gian dài, thị trường khách Quảng Nam chủ yếu đến từ châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhất là sau đại dịch Covid-19, cơ cấu khách đã có sự thay đổi mạnh mẽ với sự xuất hiện ngày càng nhiều dòng khách châu Á như Hàn Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á và Việt Nam. Qua đó giúp nguồn khách đến Quảng Nam đa dạng và nhiều hơn. Đơn cử tại rừng dừa nước Cẩm Thanh, từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi ngày đón gần 4.000 lượt khách tham quan, phần lớn đến từ Hàn Quốc và khách Việt Nam. Thống kê sơ bộ 3 tháng đầu năm, khu rừng dừa nước này đón trên 300.000 lượt khách mua vé tham quan, đạt 80% kế hoạch năm. Chuẩn bị cho dịp lễ 30 tháng 4 và hè sắp tới, ngoài việc đẩy mạnh quảng bá, duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ, Ban Quản lý Du lịch Cẩm Thanh cũng đã tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn, giữ gìn môi trường cảnh quan, du lịch. Đây được xem là yếu tố tiên quyết nhằm mang đến hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện đối với du khách. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới đây thì chúng tôi cũng tập trung trong công tác là cải tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong công tác quản lý về mặt nhà nước đối với lại các hoạt động du lịch, duy trì và nâng cao cái chất lượng hoạt động du lịch hiện tại ở tại khu du lịch để đảm bảo phục vụ cho khách du khách trong cái dịp lễ này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phối hợp với một số công ty lữ hành để khai thác thêm một số cái đối tượng khách là mới như là khách ở Malaysia hoặc là đối tượng khách ở Ấn Độ. 3 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam đón trên 1,63 triệu lượt khách tham quan lưu trú. Riêng tại thành phố Hội An, trung tâm du lịch chính của tỉnh, thì lượng khách tham quan lưu trú ước đạt 839 lượt người. Một số điểm tham quan chính như phố cổ, rừng dừa nước Cẩm Thanh, Cù Lao Chàm, làng gốm Thanh Hà, lượng khách tăng trưởng khá mạnh. Đạt được kết quả này, ngoài sự gia tăng của thị trường khách châu Á và sự trở lại của dòng khách châu Âu, Úc, Bắc Mỹ, thì sự xuất hiện của dòng khách nội địa đã mang đến nhiều lạc quan, phấn khởi cho bức tranh du lịch địa phương, nhất là trong dịp lễ và những tháng mùa hè sắp tới. Sau khi dịch bệnh được khống chế, thì Hội An cái về vấn đề du lịch là phục hồi rất nhanh. Cái lượng khách đến Hội An có thể nói là trong nước và quốc tế thì rất nhiều.
Đặc biệt thì trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp đến á, là một trong những cái thời điểm mà khách du lịch đến rất nhiều. Thì đối với Hội An thì chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái hoạt động văn hóa văn nghệ để phục vụ cho du khách. Đặc biệt là thành phố có một cái đợt ra quân để mà chấn chỉnh là có cái hoạt động đảm bảo cái môi trường du lịch. Ví dụ như là chấn chỉnh về buôn bán hàng rong, về vấn đề vệ sinh môi trường. Và đặc biệt là cũng triển khai cho các địa phương cũng như ngành văn hóa là tổ chức tuyên truyền quán triệt đến người dân và các hộ kinh doanh buôn bán làm sao đó là đề cao cái nét nhân tình thuần hậu của người Hội An để từng bước là phục hồi cái du lịch của Hội An cho nó đảm bảo. Và thành phố cũng kỳ vọng rằng là sau những cái dịp như thế này thì lượt khách trong nước và quốc tế sẽ đến với Hội An nhiều hơn. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thường được xem là điểm nhấn khởi đầu cho mùa du lịch hè Quảng Nam. Sự kiện năm nay càng mang nhiều kỳ vọng khi tốc độ phục hồi du lịch diễn ra khá nhanh. Với sự chuẩn bị và những lợi thế tiềm năng vốn có, du lịch Hội An, Quảng Nam được nhìn nhận sẽ nhanh chóng phục hồi, phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra, tạo tiền đề bứt phá tăng trưởng trong những năm kế tiếp.